chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và giới thiệu tới cho quý vị dự án 3 căn nhà mới nhất gần với lại bến xe Yên Nghĩa nhất. Với 3 căn nhà này thì đã bán 2 căn, chỉ còn 1 căn. Và Ngọc Anh sẽ quay căn còn lại gửi cho quý vị nhé. Với đường ngõ thực tế ở đây, cách với đường ô tô 50m, cách với lại trục đường Quang Trung 100m, cách với bến xe Yên Nghĩa 500m. Và đây là căn nhà, mời mình theo em cụ thể và vị trí căn nhà này. Với hướng nhà là hướng đông bắc, diện tích nhà 30m, thiết kế và xây dựng 4 tầng, giá chào bán 2 tỷ 600 triệu đồng. Với phần cửa chính của ngôi nhà, thiết kế là cửa sắt sơn tĩnh điện 2 lớp, bên ngoài là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây, căn nhà này sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn, có thể ký sang tên ngay trong ngày mọi người nhá. Và đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, thiết kế phòng khách, phòng bếp rất chi là hợp lý, khá là rộng, sổ vuông vắn mọi người ạ. Và có nở hậu một chút nha mọi người. Với cái phần hoàn thiện gạch lát nền xong hết rồi, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn. Ở đây thì có 3 căn đã bán, căn trong cùng và căn ngoài cùng, chỉ còn duy nhất căn này Ngọc Ánh quay cho quý vị. Với giá 2 tỷ 600 triệu đồng này thì quý vị có thể vay được tối đa 1.3 tỷ tiền ngân hàng. Phần còn lại quý vị lo trước cái phần tiền mặt cho Ngọc Ánh nhá. Với cái vị trí này thì đi lại cực kỳ là thuận tiện. Cách với lại 100m là ra trục đường chính Quang Trung, cách với 500m là tuyến đường sắt trên cao Cát Linh và bến xe Yên Nghĩa. Phù hợp cho quý vị nào đi làm ở Hà Đông này, hoặc là đi làm ở Trương Mỹ này, hoặc là quý vị có đi làm ở cái khu vực Thanh Xuân theo cái trục đường tuyến đường sắt trên cao kéo dài thì rất là hợp lý. Cái phần kia là cái phần phòng khách của ngôi nhà nha mọi người, rất là rộng. Với cái diện tích 30m này thì để mà nói thiết kế nó tối ưu công năng sử dụng thôi, còn để hoàn hảo thì cũng không hẳn mọi người ạ. Phần tầng 1 thì là phòng khách, và ở đây Ngọc Ánh đang đứng đó là phần phòng bếp. Phòng bếp thì cũng được thiết kế chỉn chu đầy đủ, hệ thống tủ bếp ở đây cho mọi người thấy, gỗ MDF chống cong vênh, cũng như ở đây phụ kiện bếp đi kèm, chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa được lắp đặt đầy đủ. Chắc chắn quý vị sẽ hỏi là những cái nhà liền kề như thế này thì tường chung có móng chung không, thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ luôn với quý vị là tường 10 riêng, cột riêng và móng riêng. Ngọc Ánh có những cái video dữ liệu quay những cái căn nhà xây thương mại như thế này để cho quý vị hoàn toàn yên tâm. Sổ đỏ bán ra luôn cho quý vị nhá. Và ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì tầng 1 ở đây còn một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Quan trọng nhất, nó là vị trí đi lại giao thông thuận tiện, phù hợp cung đường đi làm của quý vị thôi. Mọi người chỉ cần Google Maps bến xe Yên Nghĩa ở đâu, từ vị trí mọi người đi làm đến đó bao xa, thì từ bến xe Yên Nghĩa đến căn nhà này 500m thôi. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà, thiết kế cổ trụ đây mọi người có thể nhìn thực tế, toàn bộ đây nó là thiết kế là gỗ, và mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng. Căn nhà này còn một chút chút về cái phần hoàn thiện phòng vệ sinh nữa thôi là quý vị có thể dọn đồ về ở được ngay nha mọi người. Và sau đây xin mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà mọi người ạ. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế ở đây hành lang đi vào rất là rộng, thiết kế một phòng ngủ và một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Phòng ngủ cực kỳ là vuông vắn, rất là dễ dàng kê đồ nội thất. Mỗi một tầng thiết kế một phòng ngủ như này thì phòng ngủ rất là rộng, cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài và cửa sổ thiết kế 2 lớp cho mình. Bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện, đảm bảo cái độ an ninh cho ngôi nhà cũng như là cái tính thẩm mỹ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, hệ thống ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đây đều đã được lắp đặt đầy đủ rồi. Đấy, cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ, rất là chắc chắn mọi người ạ. Phòng ngủ rất là đẹp. Còn nói chung là quan trọng là cái vị trí đi lại. Tất cả bất động sản nó đều thuộc vào vị trí. Căn nhà này thì có cái ưu điểm lớn nhất đó là gần với lại trục đường chính. Ngõ khá là nông mọi người ạ. Gần, không phải quặt nhiều, chỉ đi thẳng một trục đường quặt vào thôi. Và đây là cái phần phòng vệ sinh ở phía tầng 2, rất là rộng. Ở đây là hệ thống sen cây tắm này, tắm lạnh, cũng như là bồn cầu liền khối, lavabo. Và ở trong cái phòng vệ sinh này thì chủ nhà ốp gạch 30-60 lên trên tới 2/3 trần cho mình rồi. Rất là sạch sẽ, màu thì nó cũng rất là tinh tế. Vậy cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp,
Tầng 2 của Ngọc Ánh đã review xong rồi, thì mời mọi người theo em lên tầng 3 nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2. Như vậy lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà chúng ta đã có hai phòng ngủ riêng biệt rồi mọi người ạ. Phòng nào cũng ngập tràn ánh sáng, với cái căn nhà này hướng nhà là hướng đông bắc, vô cùng là thoáng mọi người ơi. Hướng tây thì có thể hơi nóng nhưng mà cái hướng đông bắc đông nam này thì rất là mát. Đó. Phòng đây siêu rộng, kê đồ nội thất rất là hợp lý, nở hậu, nở một chút thôi mọi người ạ, nhưng mà nó không bị chéo đất ý. Đây là phòng vệ sinh ở tầng 3. Đó, phòng vệ sinh ở phía tầng 3 đây, rộng rãi, thoải mái, đáp ứng công năng sử dụng theo từng tầng. Quan trọng nhất là đi lại, Ngọc Ánh xin nhấn mạnh lại vị trí căn nhà này đi cách của bến xe Nghĩa chỉ 500m thôi, thật luôn mọi người ạ. Bởi vì riêng kênh nào em không biết, nhưng kênh nhà tốt này thì đáp ứng đúng tiêu chí cho quý vị. Review cụ thể, chi tiết đường hướng giá, quan trọng giá bán công khai cho quý vị nào mà đang quan tâm theo dõi, cảm thấy phù hợp với cái tầm tài chính của mình, cảm thấy là cần tư vấn thì alo ngay cho nhà tốt nhá. Sau đây mời theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Với tầng 4 của ngôi nhà này thì thiết kế như thế nào ạ? Trên tầng 4 ở đây có một cửa ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Và tầng 4 của ngôi nhà này thiết kế như sau: một phòng ngủ, một phòng thờ, một sân phơi riêng biệt. Đây chính là một cái phần phòng thờ của ngôi nhà mọi người ơi. Đây, hợp lý, nhỏ nhắn. Và bên cạnh này thì chủ nhà thiết kế thêm cho mình một phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này thì hướng ra phía bên ngoài này. Thật ra ấy, cái phòng này quý vị có thể để làm phòng ngủ, phòng làm việc, tùy công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Tuy nhiên với cái diện tích 30m, thiết kế và xây dựng 4 tầng như thế này thì là chỉ là tối ưu công năng sử dụng, cũng được 3 phòng riêng biệt cho quý vị thôi. Và phần còn lại đây là chính là phần sân phơi. Đây là khu vực để máy giặt. Này, để máy giặt mọi người nhé. Sàn thoát nước, đầu chờ nước vào. Và đây là phần để máy giặt. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Xung quanh dân cư đông đúc, đứng ở vị trí căn nhà này có thể nhìn thấy đường sắt trên cao Cát Linh. Đó, nhìn ra tới trục đường Quang Trung rất là gần. Và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết căn nhà 2.600.000.000 này, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao ngay, có thể sang tên luôn trong ngày thì mọi người biết rồi ạ, pháp lý quá là ok đúng không? Và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin cụ thể đi xem nhà thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình 0933 013 403 hoặc 0888 041 444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.